Và buổi sáng ngày thường thì khu vực cầu ông Trường này sẽ thường xuyên tắc đường. Ở đây cũng có điểm phong tỏa này các bạn. Sela Minh Hằng đồng hành cùng với chúng tôi sẽ chuyển số quàng này ra vùng phong tỏa xã Bình Kiến vào sáng nay. Thời điểm này thì các bạn đi trên các tuyến phố thì rất là nhiều các nhà hảo tâm cũng như là các lực lượng chức năng đang chuyển tải những hàng hóa đến các vùng phong tỏa. Đây là chuyến xe chở rất là nhiều mì tôm chuẩn bị vào khu vực Hảo Sơn ở Đông Hòa. Các anh chị em lực lượng vũ trang sẽ phụ vào những phần quà cùng với cô chủ nhà này để chuẩn bị chuyển ra vùng phong tỏa ở xã Bình Kiến. Phần quà gồm có gạo, dầu ăn và cả bí nữa. Bí chanh hả? Đây là cô chủ của shop Minh Hằng ở Phú Thạnh này các bạn. Cái nguồn hàng đây là ở đâu cô? Ngồi cô tài trợ ra còn cô còn kêu gọi nữa đúng không ạ? Cô huy động các mạnh thường quân ở rất là nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Huy động gái. Con gái cô hả cô? Dạ. Tôi là ở trong Bình Rôn là đứa là không có gì qua nộng. Tu viện Từ Ân. Dạ. Tu viện Từ Ân. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh, tu viện Từ Ân. Tu viện Từ Ân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tài trợ cho chương trình này luôn các bạn. Đúng. Đấy là đúng á. Mắm đi vô, đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vinh thì món đồ mà đi. Thì món mà đi. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2021 và đây là cái chuyến hàng thứ hai của chúng tôi đưa đến những người dân bị cách ly ở tại khu vực của địa bàn tỉnh Phú Yên. Thì chuyến hàng này thì gồm có 122 suất quà gồm là mì tôm, dầu ăn và tất cả gạo. Nói chung là các cái nhu yếu phẩm để cho bà con sinh hoạt hàng ngày. Và chuyến hàng này chúng tôi sẽ chở, dự kiến sẽ 15 phút nữa chúng tôi sẽ chở đến thôn Liên Kỳ ở xã Hồ Kiến, thành phố Tuy Hòa. Và hiện tại thì tất cả những anh em chiến sĩ ở đây là đang hỗ trợ mỗi người một tay để góp đóng hàng lên trên xe để cho kịp thời gian chúng tôi vận chuyển đến cái địa điểm mà bà con đang rất là cần nghe sản phẩm nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. Ngoài 100 xuất quà đó là gạo mắm muối, ngoài ra còn có rất là nhiều mì tôm sẽ được chuyển ra khu phong tỏa ở xã Bình Kiến vào sáng nay. Đây là cô chủ nhà tốt bụng này các bạn, tài trợ cho chương trình này. Chúc phong tỏa tại thôn Liên Kỳ ở xã Bình Kiến này các bạn. Các mặt hàng nhu yếu phẩm được tập kết tại đây, khu vực này nè. Hơn 100 suất quà cùng rất là nhiều mì tôm sẽ được chuyển vào chốt Liên Trì tại xã Bình Kiến.
Sau khi chúng tôi chuyển số hàng này đến chốt Liên Trì, xã Bình Kiến, lực lượng chức năng sẽ chuyển tải những cái phần quà này vào khu vực phía trong cho bà con vùng phong tỏa.